Uh, ban chủ tọa, kính thưa ban giám đốc, kính thưa tất cả quý vị đồng nghiệp. Như vậy là mình vừa nghe xong ba bài trình bày xong, mình ngồi ở đây đó, mình sẽ trả lời câu hỏi. Vậy thì trong cái câu việc, cái câu chuyện của cái khoa nội hấp là CBD, thì mình có cái phần nào ở trong đó không? Mà mất của mình một tiếng rưỡi để ngồi ở đây làm gì? Cho nên trong cái phần bài trình bày của tôi đó, thì tôi sẽ không nói nhiều về việc khoa hấp chúng tôi làm cái gì. Mà tôi sẽ nói nhiều về việc các khoa bạn, các đồng nghiệp sẽ làm cái gì và cũng có một số đề xuất cho ban giám đốc nữa để đầu tư cho bệnh viện nhân dân gia đình, đầu tư cho khoa hóp của chúng tôi để khiến cho chúng ta trở thành một cái bệnh viện đa khoa mà chữa CBD rất rất là khác biệt so với tất cả các bệnh viện khác ở trong Việt Nam mình. Ở đây là một cái nhóm liên chuyên khoa người ta chăm sóc CBD thưa quý vị. Mình có thể thấy một điều gì? Cái vai trò của bác sĩ hô hấp á, thì có tí tì ti ở đây thôi. Còn vai trò của rất là những người khác đây, rất là nhiều quý vị. Vậy là khoa hô hấp chúng tôi tham gia được có một phần nhỏ. Còn phần còn lại là quý vị. Vậy thì tôi chỉ giải quyết hai vấn đề ở đây mà mình cùng bàn. Bạn thứ nhất là trong cái việc chăm sóc người bệnh CBD mà trong môi trường đa khoa đó, thì khoa học chúng tôi làm cái gì hai việc thôi một là phải chẩn đoán xác định cái cbd và phân biệt những bệnh giống với cbd nó giống với cbd mà không phải thì chúng tôi phải nói lên được điều đó và thứ hai là chúng tôi điều trị cái bệnh cbd bệnh nền cbd cho tốt và đợt cấp của cbd cho tốt để mà các đồng nghiệp của chúng tôi tiến lên phía trước xử trí những cái bệnh nếu có trên bệnh cbd Bên cạnh đó thì còn có vai trò của khoa lâm sàng khác trong chăm sóc sức khỏe người bệnh CBD nữa. Quý vị sẽ chẩn đoán giúp chúng tôi những cái bệnh đồng mắc CBD có, bệnh gợt, bệnh suy tim, rồi bệnh tâm thần vân vân Chúng tôi sẽ không làm được và chúng tôi sẽ luôn luôn mời quý vị đến để hỗ trợ chúng tôi như thế. Và cũng như là điều trị các bệnh đồng mắc nữa. À, hôm nay là năm 2023 nhưng mà chúng tôi thì có hướng dẫn điều trị của năm 2024 rồi hô hấp đi trước thời đại chúng cũng có cái phần này thì bây giờ tôi sẽ không có trình bày hết cái hướng dẫn của GOLD 2024 mà tôi chỉ trình bày những cái điểm mà chúng ta có sự giao thoa và chúng ta có sự hợp tác trong môi trường đa chuyên khoa mà thôi thì đầu tiên ở đây là người ta nói những cái đặc điểm gì mà giúp chúng ta có thể chẩn đoán được CBD thì quý vị thấy ở đây là có cái vấn đề là ho và khó thở vậy thì ho và khó thở thì trong bệnh cbd có nhưng những bệnh khác cũng phải có nữa quý vị và cái thông điệp đầu tiên mà chúng tôi xin truyền tải lại là quý vị đồng nghiệp bên ngoài khoa hô hấp mà gặp người bệnh nhân có cái gì ho khạc đàm kéo dài khó thở khi gắn sức nặng dần theo thời gian mà có tiền căng hút thuốc lá hoặc tiếp xúc bụi khói độc hại thì quý vị đồng nghiệp nên nghĩ giúp chúng tôi đây có thể là bệnh cbd để mà chuyển lên khoa hô hấp chúng tôi đang khan hiếm bệnh khoa hấp không đáp ứng được nhu cầu về siêu của bệnh viện đặt cho khoa đâu và quý vị gửi bệnh dùm chúng tôi nếu mà bệnh nhân có những cái ý như vậy có thuốc lá và có các triệu chứng này nhưng mà quý vị đồng nghiệp bên ngoài siêu hô hấp hãy làm cái gì làm cái gì để giúp chúng tôi một cách cụ thể hãy chỉ định đo chức năng hô hấp tại phòng khám hen và cbd bác sĩ hương vừa nói chúng ta có tới hai cái máy trong đó có máy phế thân ký là rất ít bệnh viện trong thành phố có nhờ quý vị đồng nghiệp hãy chỉ định dùng chúng tôi chứ máy tôi ế như vậy không thu hồi vốn được đấy chỉ định dùng chúng tôi đo chức năng hô hấp nếu mà chúng tôi trả lời kết quả về là có tắc nghẽn luồng khí thì quý vị khẳng định đây là bệnh CBD chuyển lên cho chúng tôi điều trị còn nếu chúng tôi trả về là không có tắc nghẽn luồng khí thì quý vị hãy tìm chẩn đoán khác đó là thông điệp về chẩn đoán thứ nhất tôi xin kính gửi đến quý vị đồng nghiệp cái số 2 Một cái những cái triệu chứng mà nhiều chuyên khoa cùng gặp Hô hấp cũng gặp, tim mạch cũng gặp, tiêu hóa cũng gặp Thậm chí sản phụ khoa cũng có thể gặp Đó là ho Thì ho có nhiều nguyên nhân khác nhau Không phải cái nào cũng là hô hấp Thì ở đây là có những nguyên nhân trong lồng ngực và ngoài lồng ngực Những nguyên nhân hô hấp thì chúng tôi không kể Chúng tôi xin kể những nguyên nhân không phải hô hấp Tai mũi họng các quý vị đồng nghiệp ở đây sẽ có tai می họng, có viêm mũi dị ứng nè, có hội chứng chảy mũi sau nè, hội chứng ho do kích thích đường hấp trên nè, có đồng nghiệp về bên à, à tiêu hóa thì có trào ngược dạ dày lật quản nè, các đồng nghiệp ở bên tim mạch thì có suy tim và dùng thuốc nè. Thì xin các đồng nghiệp lưu ý là ho sẽ tồn tại trong các cái bệnh của đồng, của các đồng nghiệp và một số đó là CBD nhưng mà đa số là bệnh của quý vị đồng nghiệp. Vậy thông điệp chẩn đoán số 2 chúng tôi truyền trao là gì? quý vị đồng nghiệp khoa tim mạch thì suy tim có thể giống triệu chứng CBD lắm á đó. đồng nghiệp ơi chứ đồng nghiệp đang chẩn đoán nó suy tim nhưng mà biết đâu nó có CBD làm ơn chỉ định đo hấp ký dùng chúng tôi giống như chúng tôi nghĩ đến bệnh mạch vành thì chúng tôi đo ECG và làm men tim vậy thì vị ký vị đồng nghiệp khoa tim mạch hãy chỉ định hô hấp ký nhiều hơn so với chúng ta vẫn có bây giờ không phải là để tăng thu cho khoa hô hấp đâu nha mà để chẩn đoán bệnh CBD có đồng mắc trong bệnh tim mạch của quý vị đồng nghiệp. Nếu kết quả trả về là hội chứng hạn chế, không có hội chứng tắc nghẽn thì quý vị đồng nghiệp yên tâm. Cái kênh này chỉ có suy tim thôi. Nhưng mà nếu nó trả về là có hội chứng hỗn hợp, vừa có hạn chế vừa có tắc nghẽn thì quý đồng nghiệp hãy nghĩ ngay. Bệnh nhân quý đồng nghiệp có thể đồng mắc CBD. Đó là thông điệp tôi gửi gắm cho các đồng nghiệp về tim tim mạch. Quý đồng nghiệp tim mạch tiêu hóa và tai mũi họng lưu ý đến cái chẩn đoán phân biệt CBD là trong trường hợp ho kéo dài dùng thuốc chế men chuyển trào ngược dạ dày thực quản viêm mũi dưỡng hội chứng chảy máu sau và ho do đường hô hấp trên thì đó là những bối cảnh mà quý vị đồng nghiệp nên nghĩ đến chẩn đoán phân biệt là CBD để giúp chúng ta cùng nhận diện sớm bệnh CBD tôi qua cái phần khác là khi vào đợt cấp chúng ta hay gặp CBD vào đợt cấp lắm với quý vị đồng nghiệp ạ à. thì những cái nguyên nhân mà khác biệt của đợt cấp của đi là gì là viêm phổi là thuyên tắc phổi suy tim quý vị đồng nghiệp và tràn khí màng phổi hoặc là nhồi máu cơ tim thì trong hướng dẫn gôn này này nó ghi ra những xét nghiệm chúng ta cần làm trong bối cảnh mà chúng ta nghi ngờ điều đó đừng có thấy bệnh nhân cbd mà có biến cố cấp tính thì bèn chẩn đoán là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn và chuyển lên khoa hô hấp đây là thông điệp tôi dành cho các đồng nghiệp ở khoa cấp cứu bởi vì người cbd nó vào một cái đợt cấp vẫn có thể cấp vì những đồng mắc khác và mình cần làm những điều gì ở trong cái bối cảnh này thì mình cần phải làm những xét nghiệm phù hợp và mình phải đánh giá cái mức độ nặng nhẹ của nó phù hợp thì các đồng các đồng nghiệp đã nắm rất là chắc cái chỗ này rồi, tôi sẽ đi đi cái thông điệp chẩn đoán số 3 là gì. Quý đồng nghiệp khoa cấp cứu cân nhắc các, các chẩn đoán phân biệt khác với đợt cấp CBD. Chẩn đoán hay gặp là viêm phổi, Vì nhờ quý đồng nghiệp cho chúng tôi chụp cái phim X quang phổi. Nếu mà có tổn thương thì viêm phổi không có tổn thương thì ghi là không viêm phổi, đừng có ghi cái chẩn đoán theo dõi viêm phổi chuyển lên khoa hô hấp tội nghiệp chúng tôi tôi nhận rất là nhiều cái chẩn đoán là theo dõi viêm phổi liên quan hấp theo dõi viêm phổi liên quan hấp mà viêm phổi không tổn thương không tổn thương thì phải chẩn đoán khác nhờ quý vị đồng nghiệp vậy thuyên tắc phổi thì quý đồng nghiệp đánh giá hội chúng tôi cái thang điểm well làm cái D-dimer và chụp CT scan phổi. Còn suy tim thì làm X quang phổi, anti B và siêu âm tim. Đây là những xét nghiệm mà khoa cấp cứu mình có thể làm và việc làm những cái xét nghiệm đó có thể giúp mình chẩn đoán được ngay từ khoa cấp cứu và mình chuyển bệnh đến đúng khoa đúng chỗ một cách phù hợp, không có chạy lên khoa hô hấp chúng tôi hết. Chúng tôi vừa đã đang rất là thiếu điều dưỡng 41 điều dưỡng cần có mà chỉ có 24 điều dưỡng thôi kêu gào mãi rồi chưa có hồi đáp tốt cho nên kêu gọi chúng ta là xin nhờ quý điều nghiệp chuyển thật là đúng lên khoa của chúng tôi bằng cách chuyển những cái thuyên tắc phổi suy tim vô khoa tim mạch đi khoa đó vừa được tách ra đấy trận đó phân bị ít gặp hơn là tràn dịch tràn khí thì chụp x quang phổi siêu âm phổi siêu âm phổi là cái cái rất là lợi hại thế mà đáng tiếc là khoa hô hấp chúng tôi không có biết làm siêu âm phổi mới xấu hổ chứ đứng đây mà thừa nhận xấu hổ với các đồng chí khoa tim mạch làm hết. cho nên cái điều này là khoa hô hấp chúng tôi trong thời gian tới phải lo đi học siêu âm phổi và cũng xin bệnh viện đầu tư cho một cái máy siêu âm để mà siêu âm phổi. cái đó là phần việc của khoa hô khoa hô hấp mà khoa tim mạch đỉnh đỉnh đại danh đã lấy cái phần đó rồi siêu âm rồi đấy nhồi máu cơ tim có thứ thì mình làm ergotronin thì cái này quý vị đồng nghiệp xong rồi à có một phần nữa trong điều trị CBD cũng như điều trị những cái bệnh mà lâu dài khác người ta rất cần cái sự theo dõi bệnh nhân theo thời gian ở bệnh viện của mình đó nghe thì tôi thấy có cái bệnh án điện tử nhưng cái điểm yếu của bệnh án điện tử này là không có longitudinal được không có theo dõi theo thời gian được. Ví dụ ở phòng khám của tôi, tôi nha, bệnh nhân chỉ cần nhớ mình tên gì thôi thì có đến từ cách đây 13 năm đi nữa chúng tôi có từng cái kết quả khám, kết quả bệnh sử và từng cái kết quả xét nghiệm gắn vô trong đó. Bệnh viện mình tôi ghi nhận chưa có được điều đấy, cho nên mình sẽ cắt ngang thì tốt, cắt dọc thì không tốt. Cho nên cái chỗ này thì tôi rất là cầu mong ban giám đốc trong một sự đầu tư có ý nghĩa thống kê về cái phần mềm bệnh án điện tử để bệnh án điện tử có thể làm theo được chiều dọc theo dõi bệnh nhân theo chiều dọc đấy à, vậy thì phân điệp chẩn đoán thứ bốn là gì chẩn đoán và điều trị bệnh mạng tính trong đó cbd thì rất cần có hồ sơ theo dõi dài hạn thì đó tôi nói phần đó ở trong khoa hấp của chúng tôi có cái phòng theo dõi then và cbd nhưng mà đa số là thủ công mỹ nghệ thôi mỗi lần có bệnh nhân đi vô tìm cho ra cái hồ sơ mướt mồ hôi Đấy, chứ bây giờ mình có bình giá điện tử, có cao có cốc có ra liền thì mình phải làm được. Rất đầu cư nâng cấp hệ thống bình án điện tử, tôi xin nhắc lại điều đó và tôi nghĩ rằng cái đó cũng là sống còn của chúng ta nếu mà chúng ta phát triển về lâu về dài. À, đây là một số cái yếu tố mà phát triển ung thư phổi hồi nãy bác sĩ khải để nói rồi và thông điệp chẩn đoán thứ năm là gì? CBD á là cái cơ địa thuận lợi để xuất hiện các bệnh lý ác tính trong đó của ung thư phổi cho nên mình phải tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi trên người bệnh nhân CBD có yếu tố nguy cơ rất cần ví dụ chúng tôi sẽ phải đưa vô phát đồ của mình là phải chụp CT scan liều thấp hàng năm và sẽ gửi bệnh cho chỗ của bác sĩ vũ để tăng thu cho khoa chẩn đoán hình ảnh làm một cái chương trình là tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi trên người bệnh hơn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm đánh rộng luôn có phải là tăng thu không quý vị quý đồng nghiệp thì chẩn đoán hình ảnh có thể xem xét cùng xây dựng với khoa hấp một cái quy trình tầm soát sớm ung thư phổi bằng ct scan liều thấp đi đừng có để mạnh ai nấy đi phần của mình chỗ này là đa khoa của mình thì khoa hấp chúng tôi rất là mong muốn sẽ được khoa chẩn đoán hình ảnh tới cùng hợp với nhau làm thành một cái này hợp tác với nhau phát triển đây là nhận điện cái yếu tố nguy cơ thì có cai thuốc lá cai thuốc lá là việc quan trọng vô cùng tận luôn bệnh viện mình cũng có mở ra một phòng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá nhưng xuống mở hồ sơ ra xem chả có mấy khách hàng đâu trong khi bệnh nhân mình hút thuốc lá nhiều không nhiều vì sao vậy vì các bác sĩ mình không có xem được cái chuyện bệnh nhân hút thuốc lá là quan trọng và nếu có hút thuốc lá thì phải tư vấn cai nghiện thuốc lá thì nhờ tất cả quý đồng nghiệp khi phát hiện bệnh nhân mình cai mình đang hút thuốc lá hãy chuyển xuống phòng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá của bệnh viện mình đi đâu xa quảng cáo cho nhiều làm gì ở ngay bệnh viện mình tại sao mình không giúp nhau để tăng cái số lượng bệnh nhân cai thuốc lá lên như vậy à, những cái vấn đề khác thì mình đã nói là không có phải ấy rồi thì trong cái phần tư vấn cai thuốc lá là 5 a thì mình đã triển khai trong toàn bệnh viện rồi triển khai xong rồi có thực hiện không mình triển khai cho bao nhiêu lớp tôi đứng dậy bao nhiêu lớp nè nhưng mà các điều dưỡng các y, các bác sĩ của mình về khoa có hỏi năm a bệnh nhân không có ghi cái tình trạng hút thuốc lá vào trong hồ sơ không và quan trọng là có gửi bệnh khoa hấp chúng tôi tư vấn không không có gửi mấy thì chúng tôi cũng ế ơi là ế luôn nên mời, mời quý vị đồng nghiệp gửi bệnh lên cho chúng tôi điều trị vậy thông điệp điều trị thứ nhất là gì quý đồng nghiệp cần đánh giá tình trạng hút thuốc lá trên tất cả người bệnh tại khoa bất kể là họ có mắc CBD không Tại vì sẽ hút thuốc lá là cái nguy cơ cho CBD Cho tim mạch, cho tùm lum tất cả các thứ Mình làm cái này tốt hơn một chút Quý đồng nghiệp khuyên người bệnh Còn hút thuốc lá là tuyệt đối cai thuốc lá Quý đồng nghiệp không nên khuyên Giảm số lượng điếu thuốc lá đã hút nha Cái điều đó là không được chấp nhận về mặt chuyên môn Cho nên sau cái buổi này Tôi xin các đồng nghiệp đừng có bao giờ khuyên bệnh nhân giảm số lượng điếu thuốc lá đi Mà phải khuyên cái tuyệt đối thuốc lá đi Có cái được hay không liên khoa nội hấp tư vấn phòng khám tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá cho chúng tôi nhờ và bệnh nhân cũng nhờ nữa à, giới thiệu đến chúng tôi và phòng tư vấn cai thác thuốc lá đang rất ế ẩm thưa quý vị đồng nghiệp ế ẩm thực sự đúng nghĩa của nó luôn nghĩa đen luôn về việc thông khí cho bệnh nhân CBD giai đoạn ổn định đây mở ra một cái chương mới cho những người bệnh nhân CBD á, thì người ta đã khuyên á, là cái việc tiêm ngừa cho những bệnh nhân này rồi tiêm ngừa cúng rồi tiêm ngừa phế cầu vân vân bây giờ bệnh viện mình đã có phòng tiêm chủng rồi nhưng mà hỏi xem phòng tiêm chủng có đắt khách không tôi nghĩ là cũng hơi đắt khách rồi nha nhưng bây giờ mình phải đắt khách hơn nữa vậy thì quý đồng nghiệp cần đánh giá tình trạng tiêm ngừa trên tất cả người bệnh nhân mạng tính ngoài tại khoa gồm cả cbd và khuyên những bệnh nhân mà chưa đi tiêm thì tới tiêm của mình đi tiêm ở phòng phòng tiêm của mình á thì có phải là mình tăng được cái số lượng tiêm về mặt bệnh viện cũng lợi mà về mặt bệnh nhân cũng tốt không vậy thì có phải là trong cái vấn đề mà chăm sóc điều trị bệnh nhân của mình việc hỏi cái tình trạng tiêm chủng mình chưa có làm không thì mình hãy làm thì bệnh viện chúng ta phải cạnh tranh mãnh liệt với vnvc vnvc nó làm giàu làm có về chuyện tiêm chủng đó quý vị đồng nghiệp Tại sao bệnh viện mình cũng có phòng tiêm chủng mà có bệnh nhân chỉ định nhiều như vậy mà mình không làm cho cái phòng nó nở nồi nở cơm ra. Đấy. Cho nên là rất là mong muốn quý vị đồng nghiệp hãy làm cạnh tranh với VNVC đi nha để mà tiêm chủng cho phòng tiêm chủng được tốt. Đấy. Điều trị không dùng thuốc hồi nãy tôi nói rồi có cai thuốc lá vân vân tất cả các thứ. Thông nghiệp điều trị thứ ba là gì? ở trong cái vấn đề mà điều trị cbd á, thì tập phục hồi chức năng là quan trọng lắm quý vị đồng nghiệp ơi hồi nãy vừa nghe bác sĩ tùng nói là bài của bác sĩ khải có cái bài hay lắm ngời ngời luôn về các phương pháp tập vật lý trị liệu phục hồi nhưng mà thử hỏi có bao nhiêu bệnh nhân cbd xuất viện từ khoa hô hấp bệnh viện nhân dân gia đình được hưởng cái lợi ích đó từ khoa phục hồi chức năng mình chưa có một cái quy trình một cái sự hợp tác chặt chẽ giữa cái khoa phục hồi chức năng với khoa hấp và các khoa khác trong bệnh viện khi bệnh nhân có cbd cần phải phục hồi chức năng vậy thì chúng tôi rất là mong muốn là khoa vật lý trị liệu lên cùng với chúng tôi ngồi làm việc cùng với nhau để ra được một cái quy trình mà tập vật lý trị liệu phục hồi cho bệnh nhân cbd và khi quý đồng nghiệp mà triển khai thì chúng tôi xin tình nguyện làm cò bệnh không công cho quý nghị đồng nghiệp khoa vật lý trực liệu và phục hồi chức năng khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng hoàn toàn xứng đáng để phát triển rất mãnh liệt về cái chuyện này bởi vì cái nhu cầu phục hồi chức năng của, của bệnh nhân CBD là rất to lớn về vấn đề mà thở oxy với lại là thông khí cho bệnh nhân CBD giai đoạn ổn định tôi xin nhắc lại cái chữ giai đoạn ổn định bởi vì chúng ta đã quen cái chuyện mà điều trị cho bệnh nhân CBD trong giai đoạn cấp rồi khi người ta về nhà thì sao? bệnh nhân phải vật vã để đi tìm kiếm cái bình oxy để người ta thở bệnh nhân phải vật vã để đi tìm những cái máy thở để người ta thở vậy thì chúng ta có thể làm gì để giúp cho bệnh nhân này được mình được hay không thì tôi thấy rằng là cái chăm sóc cuối đời tại nhà cho bệnh nhân siêu hấp cho mọi nguyên nhân trong đó có cbd là một khoảng trống rất là lớn quý vị và gia đình đồng nghiệp và gia đình và người bệnh thì xoay sở bám víu những dịch vụ cung cấp oxy dịch vụ máy thở tự phát ngoài bệnh viện vậy thì có rất cần cái sự tham gia mạnh mẽ của bệnh viện để đầu tiên là mình có một cái cơ chế hợp pháp hợp lý đến sao để mình có thể cung cấp được dịch vụ thở oxy dài hạn tại nhà cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Mình có dịch vụ để cung cấp những thuốc giảm đau mọt phin, đường uống cho bệnh nhân tại nhà và ngay cả những cái máy thở không xâm lấn tại nhà mình cũng nên xem xét mà phát triển. Vì đó cả là một khoảng trời lớn mà mình có thể phát triển nếu mà mình nói là mình muốn chăm sóc toàn diện bệnh nhân COPD từ đầu đến đến chân ở trong này thì mình thấy vai trò của phẫu thuật thì cái này là bác sĩ Tùng đã nói rất là nhiều rồi à, chỉ định rất là kỹ rồi cắt phổi như thế nào cắt bóng khí ra làm sao và thông điệp số 5 tôi xin gửi cho quý vị của khoa đồng nghiệp, đồng nghiệp là ngoại lồng ngực mạch máu. Quý vị đồng nghiệp khoa ngoại lồng ngực mạch máu có thể xem xét cùng với khoa nội hấp xây dựng một quy trình chỉ định chọn lựa người bệnh. sim đi có bóng khí để can thiệp phẫu thuật giảm thể tích phổi đi. Hồi nãy bác sĩ Tùng chia sẻ một điều mà tôi cảm thấy rất là đúng. Ở đây nhiều năm xin rồi, cả mấy khi thấy được cái phẫu thuật giảm cái tích phổi và cắt bóng khí ở trên bệnh nhân CBD đâu chẳng lẽ bệnh nhân CBD đến bệnh viện nguyên nhân nguy định chẳng có ai có chỉ định được à vậy thì vì mình chẩn đoán mà mình chọn bệnh nhân không đúng hay là chọn ra rồi mình có hạn chế về mặt kỹ thuật mình không dám làm mình hồi hôm nay mình đứng với nhau mình ngồi với nhau mình phải nhìn thấy được những cái điểm mà có thể chưa có thật là tốt lắm nên vì mình cùng nhau làm vậy thì hãy hợp sức cùng nhau khoa hấp và khoa ngoại người bệnh máu hãy hợp lại với nhau để mà từ đây năm 2024 mình có thể có những bệnh nhân đầu tiên có thể mổ cắt bóng khí được, có thể giảm thế tích phổi được. Những điều mà đã làm rất tốt ở trên thế giới rồi, tại sao Bệnh viện Nhân dân gia đình không làm trong khi đó là Bệnh viện đỉnh đỉnh đại danh hạng đặc biệt thực hiện sở. Đấy. Và như vậy là Bệnh viện cũng nên xem xét đầu tư mạnh, nâng cao cái đẳng cấp của nội soi can thiệp. Mình biết rằng có một cái thủ thuật đặc nội soi can thiệp vào đặt một cái van một chiều thì có thể làm giảm được cái bẫy khí ở trong phổi giảm được cái bóng khí trong phổi thế mà mình cũng chưa có làm được đó là lỗi của khoa hô hấp chúng tôi cũng có đề nghị mà không có kiên quyết lắm cho nên bệnh viện cũng cũng chưa có quan tâm nhiều cái phần này thì chúng tôi cũng xin là sẽ đề xuất lại được sau một thời gian nữa mình sẽ có những cái thứ này nếu mình thực sự muốn phát triển thì đó là những cái đó gọi là cái room to develop mình đó tức là có cái chỗ để phát triển thì nhiều chỗ đó mình có thể phát triển được về việc đợt cấp thì có những điểm sau đây về thông điệp điều trị đợt cấp nè thì cọt toàn thân và kháng sinh là cần hết sức thận trọng khi khi chỉ định nếu chỉ định thì nên dùng ngắn ngày thôi đặc biệt là những bệnh nhân mà chúng tôi gặp bệnh nhân CBD mà cứ vô đợt cấp mình dùng cọt hoài một hồi nó thành là bệnh có sinh luôn lệ thuộc cọt luôn uống cọt vui vui đau lòng vì cái câu chuyện đó lắm cho nên mình sẽ phải có cái câu chuyện này để dùng cái cọc và kháng sinh toàn thân có thể phù hợp thở máy nếp thì nên ưu tiên chỉ định nếu không chống chỉ định vì nó giúp tăng công hấp giúp giảm khó thở giảm thời gian nằm viện giảm tử vong chứng cứ loại a luôn nhưng mà cả cái khoa hấp của chúng tôi kính thưa các đồng nghiệp chỉ có một cái máy thở không xâm lấn thôi còn mấy cái máy thở máy thở không xâm lấn mà cái máy rời ở nhà còn cái máy to mà biến thành thở không xâm lấn thì có cái thứ mà thở không xâm lấn mà rời ra thì nó vừa rẻ tiền vừa tiền dễ chịu nhưng mình có một cái à trong khi những cái máy thở xâm lấn thì mình có nhiều mình lấy xâm lấn làm chức năng không xâm lấn theo tôi đó là một sự lãng phí rất là lớn và mỗi lần cái máy thở mà xâm lấn và dùng không xâm lấn thì nó kêu làng kêu xóp từ nhà đến tối để trong phòng nó kêu kêu hết cả khoa luôn thành ra cái chỗ này tôi cũng rất là mong muốn là bệnh viện mình xem xét đầu tư tăng số lượng máy thở không xâm lấn, luôn luôn là mong chờ của nhân viên y tế khoa hấp và tôi tin rằng những cái khoa mà có thở không xâm lấn ví dụ khoa tim mạch, họ cũng mong chờ điều đó, thành ra mong muốn là bệnh viện hết sức lưu ý để có thể đầu tư cho chúng tôi được những máy thở không xâm lấn mà rơi ra thì cái giá tiền của nó cũng không phải là rất là mắc, nhưng mà cái định hướng cái đầu tư như vậy thì sẽ đem lại lợi ích rất là nhiều cho cái người nhân viên, cho cái người bệnh nhân, bệnh nhân của mình. Thông điệp điều trị thứ bảy mà tôi xin gửi là, là ngay khi có thể dùng được thuốc xịt mà trong cái giai đoạn ổn định đó, thì hút trên đợt cấp thì chúng ta nên chỉ định ngay cái thuốc điều trị cho một bệnh nhân vô một đợt cấp nha mình chữa đợt cấp rồi thì ngay khi bệnh nhân vừa dùng là phải dùng ngay thuốc điều trị kiểm soát ngay chứ không có phải là để ra về mới làm vậy thì thuốc dùng trong đợt cấp thì không phải là lý do ngưng các thuốc điều trị ở giai đoạn ổn định mà người bệnh đang dùng và phải lưu ý kỹ lưỡng cái kỹ thuật sử dụng mình xịt và nếu cần nên chỉ định phối hợp với buồn đệm thì chúng tôi cũng thấy được rằng rất là nhiều bệnh nhân CBD sử dụng cái dụng cụ sai thì đó cũng là lỗi của chúng tôi tại vì không phải chỉ cùng mình khoa hấp chỉ định những buồn xịt đau, bệnh bệnh đệm bệnh xịt đau mà các khoa khác cũng chỉ định cho nên có lẽ là mình sẽ tổ chức một cái phiên CME để giới thiệu cách sử dụng bình xịt tình liều ở trong hấp cho các khoa khác ở trong bệnh viện để nhờ các đồng nghiệp có cần mà hướng dẫn bệnh nhân thì quý vị sẽ thì ta làm được cái phần đó ở trong cái điều trị thì người ta thấy có vai trò của la ba là chính nhưng giai đoạn gần đây thì cái vai trò của tam trị liệu nó lên rất là mạnh thì cái tam trị liệu như vậy á là nó đã được chứng minh là có hiệu quả rồi thì trong các thuốc điều trị giai đoạn ổn định thì thử nghiệm ngẫu nhiên một đôi có chứng cho thấy điều trị bộ ba tam trị liệu thì giảm tử vong cho mọi nguyên nhân tốt hơn điều trị bộ đôi thì chúng ta sẽ thấy được cái vai trò này thì tôi xin kết luận bài trình bày của mình bởi những ý sau đây ý thứ nhất cbd là bệnh toàn thân chứ không phải bệnh tại phổi cho nên bệnh viện đa khoa săn tay đi vào con đường chẩn đoán và điều trị CBD là rất hợp lý. Người bệnh CBD thì thường có nhiều bệnh động mắt, vì thế có thể đến khám ở nhiều chuyên khoa khác nhau. Cho nên cái vai trò, cái năng lực nhận diện ra CBD và điều trị ban đầu CBD là đúng không những cho khoa hô hấp mà cho tất cả các khoa khác, trong đó có khoa tim mạch, tiêu hóa hay là tai mũi họng nữa. Các khoa ngoại hô hấp thì nên hợp tác với khoa chúng tôi trong việc nhận diện chẩn đoán và điều trị CBD điều đó có thể là hiển nhiên rồi không cần phải nói đi nói lại nữa và quan tâm và đầu tư đúng mức của bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân CBD tốt hơn là vô cùng cần thiết ví dụ là đầu tư về máy thở nếp cho chúng tôi được tốt hơn thì chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp